đái công đoạn này là mệt nhất ha. Cái này kêu bằng giặt đái luôn hả? Giặt đái, giặt luôn. Tháo đái, giặt đái. Là bây giờ thả tiếp. Dạ. Cái này dài bao nhiêu mét ha? Không biết. Không biết hả? Đái này dài nhiêu mét anh sao? 50 mét. Cái miếng đá này dài gì à? Đó. Rộng nó nhiêu hết anh sao? Rộng nó khoảng chừng 15 mét. Dạ. Mỗi lần giặt đái là cực nhất ha. À. Thấy dùng sức không? Mặn đái là chỉ có giặt đái là cực thôi. Cả đi vậy mà em thấy còn nhiều quá anh. Vậy ít á. Em thấy cái lăng cái này kia cái ngon không à. Mấy bữa đó giờ ta vũ được nè, tôi muốn làm cục cục. Dạ. Thấy heo. 3 ngày trước. Thấy heo quá ha. Mình ngồi nghề nè, nước hạn không thả đỡ. Cơm cá còn nhiều. Chỉnh đây, chỉnh trục dây xuống giống bữa đó. Phần gì của anh xuống đây cột kìa. Còn bữa nay luôn hả? Còn bữa nay luôn hả? Hai cái luôn hả? Ừ. Bữa nay chứ chỉnh trục dây xuống giống bữa. Cái này chắc dơ hơn mấy cái kia quá. Ừ. Thấy bẩn gì vậy? Bết luôn á. Sống ra luôn còn là cái này chết chết luôn. Nó gần cuối. Quá còn mở gắt. Còn phóng viên này con nào? Dạ, phóng viên nhà báo nào? Dạ, em cũng phải nhà báo. Để phóng viên nhà báo nào. Trời ơi. Còn cá thắt lát bự quá cho bự. Còn con này mấy ký lô hả anh? Không, này cỡ 2 ký à. Cỡ 2 ký ngoài. Năm nay mua ly chia cho năm nay ít vô. Quá trời luôn, cá bự. Được cá đâu, mấy có nhiều tiền ký đâu. Có cá lăng nữa nè, tôm này có nè. Mấy bữa rồi quay vô cũng bị chết. Bớt rồi. Nó về trong rồi, cá đứt. Dạ. Giờ chạy qua kia đổ anh. Chạy quá luôn. Đạp lại, để nó đạp lại. Đạp ngang luôn luôn. Vậy là mấy bữa trước là chạy chắc nước hôm ba quá. Ờ, ba. Nước ba cá ra cá, luôn. Tôm. Tôm con cá có lăng, cá lăng có cá lăng. Dạ. Tôm. Tôm này cũng chưa bự lắm ha. Thấy con cá là cũng hết rồi, thấy gì bự. Hôm nay nước lên mau quá nó chưa được kịp lớn. Dạ.
Miệng này nặng à? Nhẹ hơn miệng nặng. Đây này ok. Mà cái chắc đủ cái mặt luôn. Mắt quần quá trời. Ô má các bạn nhóc kìa. Mày đủ mẹ cái lăng. Lăng mình chơi. Cái lăng chơi cái lăng mình cái mại coi tiêu. Đúng rồi chắc cứu. Này đủ má đem cái kìm theo. Kìm có hay lưng cái gì đó. Chắc ai đem lên nữa. Ồ, này. Bỏ dưới này thùng này lúc nào cũng có đủ thứ. Cái lăng còn nằm trên. Kìa dính trên này kìa. Cái lăng dính gai hả? Lăng khác. Con đó luôn. Đó đâu cả ngành rồi, nãy con nắng nó ngồi. Đủ. Con này chưa mới gió luôn. Vậy mới này mọc lẹ vậy. Quá mọc mạnh màu. Giống như thằng lăng liền đuôi vậy. Mau liền đuôi lắm. Nãy đổ cái nãy mới nhiều cái này. Hết mà giữa trời cá ngon đây, cái lăng nhiều cũng được. Chú ơi, bây mình đăng lên hay gì ta? Đi tốc hả? Dạ. Ồ, cái lăng nhiều hơn. Thường thường mấy cái ếch 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 là hàng khủng nha. Thường thường mấy cái ếch ếch về hàng khủng nha. Chạy trong quay luôn đi, chạy trong quay mấy cẩm luôn đi. Có hồ luôn. Chạy trong hồ á. Chứ chọc có mấy miner đẹp đẹp, xinh dài tới mắt. Quay nó giùm tôi luôn đi. Có rồi nha. Quay nó tiện đưa nó đi về quê luôn đi. Trời ơi, coi có ai chào hào đưa nó đi luôn. Ừ. Coi chân đó. Chưa chèm nó. Còn hai miệng nữa ha. Hai miệng con ta. Còn á, không cần tiện cho ông luôn coi. Vũ. Trên trên xuống hơi đau. Tút tôi. Phải nó tép nó ý. Chứ gì? Chứ cái cổ cặc về lên. Ôi ra nó nó. Rồi được. Đây quay mà lên gì có phải tập gì biết không? Dạ. Biết hết à. Biết rồi. Đủ nó giống cá trần răng hay gì cái này. Đủ má tao ơi, cá này từ nào giờ mới thấy luôn. Cá trần răng ngon cực kỳ. Này 3 năm mới thấy nó. 3 4 năm mới thấy nó. Đó, dở giết lên luôn. Trời ơi, nó quên chua ăn rồi thầy. Cá trần răng hả? Ừ. Cá nó giờ hiếm lắm. Trần bầu chết. Có trần răng. Trần răng nó đủ bán bự không? Có bự. U. Cá này gì em nào? Giống cái kết quá ha. Đủ má mà dũng trời kết giống như vậy. Mà cái đầu nó khác. Cái răng có răng đâu có cái đầu đó không thấy hả? Nó dính ở chỗ không anh? Để để đây được, đưa cái chừng nữa. Dạ, đưa đây em quải nó ra. Quải đi, thì cá ăn. Dạ. Rồi cái chẹt. Cá đó là 300 ngàn ký. Cá đó đắt tiền lắm. Mắc à. 300-400 ký á. Cá vậy còn bự nữa không anh Thành? Cá tràn răng này nè. Nó còn bự nữa. Nó chắc bự nữa, từ đầu giờ thấy nó bự á. Chưa bao bình thường. Giờ đâu còn đâu. Có 10 năm chưa có 20 năm. Cá đó cũng tiền. 96 tới giờ này chưa thấy 2000 tới giờ này chưa thấy đó. Là đáng hiếp. Là mười mấy năm rồi mới thấy nó lại. À. Cá đó giờ hầu như nó muốn tiệt chủng. Ờ cá này vậy mười mấy năm rồi mới thấy mặt cá này lại.
quá trời. Từ hồi năm 2000 tới giờ này á. Ở đây nó như là loại quý hiếm mà ra y như là vật quý hiếm ăn ra. Nó sẽ ra tay rồi. Chính này, ba ngậm. Bỏ xuống nước nó trước rồi. Chim cạn ra dính luôn. Đây, cho anh về dính bóng con rồi. Đấy, mình đi thay không? Đấy, à, bỏ nó quên rồi. Cạnh nó đó đi. Nó ra rồi đó, gì đổ nữa. Từ từ nha. Cá hình như chạy ít lại ha. Mới đổ quá, mình tháo. Rồi mình tháo là mình mai mới đổ tiếp hả? Mai, cái tấu này cũng có luôn. Tối mai mới nhiều quay nhiều. Dạ. Tối quay những cái gì? Tối quay cả sát nó là chắc 4-5 giờ thả. Ừ, cái nóc luôn. Đúng cái nóc ta bán. 4-5 giờ thả. Tốn cái nóc rồi bán. Cái nóc ăn được không anh? Được. Ăn được, được, ngon lắm à. Mà điều mà mình mổ ra mình phải biết, đừng mệt mà. Biết cách ăn. Dạ. Cá này đâu có độc đâu, qua cái biển kìa. Cái con dài kìa. Ai nói cho bù lên, cho bù lên cho ta. Bù lên. Anh chọt chọt cho chọt, hồi nó bù lên hả? Nó bù lên ba cả ba lớn nha. Nằm dưới cái gàng á. Đúng rồi, cái này mới độc à. Mẹ sao nó cù quá à. Trời, ngoài nắng nắng nó bù lên, dục nó ngoài giá đó. Hỏi đó nó màu vàng. Chặt đầu cô ra. Chặt đầu cô ra. Hỏi đó nó màu vàng. Giờ anh em vô bờ lựa cá cả nha. Rồi, phụ nữ. Không có là bắp đâu, nó đuối rồi. Phụ nữ tập trung công việc. Phụ nam đi hóa bái. Lấy này, đổ ra đây nè, đâu lấy ra, bỏ đó đi. Thôi, lính lựa đó rồi. Lính lựa đâu. Chèn răng. Cái mất tiền lắm á. Ông ăn chèn răng á. Ông ăn dễ vậy ông bán. Cá này của tôi. Cá rắn này của tôi. 25. Hồi xưa 96 rồi. Qua nào lửa đây đi ra phá bái rồi, nước ngập cục giặc rồi. Mấy cái này bỏ vô không? Không, cái đó bỏ. Ê, quá lửa nè. Trời. Ê. Trời, bả màu không đủ trời. Ê, chứng nhật cho con cá nóc đi. Cá này nóc, nó yếu rồi, con nó khỏe đi. Nó không có nóc rồi, nó không bờ giờ. Cho nó thường phải cho chiều bắt. Chiều cho nó mạnh lại bắt. Ủa gì có vô đây vậy? Lấy ghét nó vừa đổ đây mà. Lấy gỗ về mình mấy cái ghét đâu kia. Đó con chốc cờ đi, quăng vô hồ rồi đi. Chốc cờ đó. Ồ. Cái làng con bánh bông luôn trời. Để được không? Còn sáu chứ. Còn sáu. Nè, đứa nhật ôm đủ mà nặng hơn con cá luôn đó. Nặng hơn đó. Nào qua. Rồi. Đây bãi này trống. Đó, bắt đi, thật lăng đi. Có con cá chết cũng bự quá. Cái cá nó bỏ trong đó luôn đi, bỏ trong con đó luôn cho nó sống đi. Cái nó mấy trong ngàn đi. Dạ, cá chết mất tiền. Mắc nhất trong lò đầy hả anh? Cá chết là mắc nhất. Cái bự.
Cái kết với cái giá trời hồi đổ được cái con gì cái cày à. Rồi cày thế luôn. Đúng không? Cái cày thêm nó dài, cày điện có. Cái này nữa hả? Bắt có một cái này hả? Ừ. Bắt nhỏ rồi con. Cái này bắt không? Không. Cho nó mua cái gì? Một cá ngon quá đây ha. Nó ngon. Quá trời mấy hồ. Hồ này đựng mấy tấn cá. Không, em nói hồ rộng á. Ờ, rộng. Mẹ. Giờ lấy nó lá rồi chơi, giờ xong lên rồi được kìa. Nè, tiễn đưa. Tiễn đưa nhỏ này đi về quê luôn đi. Gỡ đi luôn rồi. Gỡ đi về miền đất nước hả? Đây đi luôn. Thật là. Nè, gỡ cho bà Tám đi, bà Tám là biến, gỡ cho bà đi luôn đi. Đủ rồi nha. Chừng lá kìa. Vàng đó. Bỏ ra chung hết đó các bạn nha. Bắt luôn. Ôi chiếu bắt được. Bắt lại hết. Không cần cầm đỏ. Cái mắm mà nó bỏ đi. Cái mắm 20.000 ký cái cha. Bỏ gì bỏ. Bắt đi. Nó quá ngủ ngoài thâu đáy. Nó quay ngày cái thâu đáy. Quay ngày thâu đáy. Rồi. Rồi gọi rồi vô. Không đâu. Không đâu. Giờ gọi nãy đâu. Ủa. Bài nó đúng cái bài. Đỉnh mẹ tới sớm một cái câu chuyện luôn. Rồi rồi tới không có chị nói cũng được, tụi mẹ không có mà nói. Wow. Tới công chuyện luôn Thí ơi. Tới công chuyện luôn. Xong. Rồi rửa tôm cho qua đi, mấy tôm cho qua rửa tôm. Rồi rửa đi. Mẹ giác kia. Giác. Cái phần này kêu mình giác hòm. Giác. Đậu hết rồi, đậu đậu. Có bò đậu vô luôn hả? À. Đậu mỹ má bao. Đó. Đổ luôn luôn tao tưởng mấy cái bò nhỏ nhỏ ăn dính cái bên răng ăn tàn là cái bự bự nữa không biếu cái gì ừ tàn rồi hai giọt nữa tàn đây giờ cái cốt chồng mà nữa cái cốt chồng á đủ mày dạ không tao lấy ký rồi nữa ký có muốn chồng mà nữa ký có muốn chồng trời hay dữ xúc cái được nửa ký luôn. Trời ơi, nhỏ này chuyên gia nè, chuyên gia mua bán cá nè, mà đều vài bữa trúng đuổi à. Cho thêm không hả? Ờ. Rẻ quá ha. Giờ cá có phèn ha. Phèn. Còn ai nữa cái này chi vậy ta? Chết. 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 Hả? Có cái cày nè. Mẹ cái đó. Cái cày. Cái cày đó. Cái cày kêu cá sấu đó. Cái cày. Cá bự này nè. Cái cày cá này làm gì nữa anh? Rồi. Cái này giờ làm gì? Cái này về bán cá cho con heo anh. Trời ơi. Lúng dữ hả? Ủa rồi. Bán kiếm tiền ổn hết luôn. Cá này em nghe nó rẻ, có mấy ngàn ký hả? Bán rẻ không để cho không? Bán rẻ kiếm tiền nuôi vợ đẻ. Bán rẻ đi dành tiền nuôi vợ đẻ.